trời đó. Đó, trời trời, nó cầm thì cái giết luôn trời. Đâu rồi, đâu rồi. Trời ơi, đẹp quá ha. Con vẽ cái gì vậy? Con gì? Con gì? Bậy. Con gì? Con tầm bậy. Bậy. Thôi, viết tiếp đi. Lao, lấy đầu lao. Viết đi. Viết tiếp rồi mà viết tiếp thì viết nhiều nhiều lên. Viết đi, viết dễ nha. Viết nhiều lên. Đi đâu hả? Đi nộp. Nộp bài, nó đi. Ờ, đẹp quá ha. Ồ, đẹp quá. Rồi, rồi đưa cho mẹ coi dưới. Đưa cho mẹ coi dưới. Thằng Tiên trừng mắt lên thấy gớm quá. Ra. Có tao mì 20 tháng tao mày biết viết kìa nè. Tao mày nói nhà banh đi con. Nhà banh. Tầm bậy. Máy bay. Máy bay. Máy bay. Ừ, lấy máy bay đi. Buông em ra. Máy bay. Bay. Máy bay luôn. Máy bay đi. Lấy máy bay đi. Trời, khoe nữa. Thôi mày lấy máy bay. Ờ, đẹp ra quá si. Trời. Ôi, dễ đẹp. Dạ. Trời ơi. Chỉa nó mũi ba. Ờ, đẹp quá trời. Ờ, rồi ba thấy rồi, ba thấy rồi. Đẹp quá. Ừ. Con gì? Tầm bậy. Tầm bậy à? Tầm bậy. Tụi mình nói máy bay đi. Bay. Máy bay. Bay. Ờ. Trời. Chị thường quá. Ba chứ. Viết đâu? Viết nè. Mà cứ viết. Mà cứ viết bài nhập ba. Viết chữ O coi, viết chữ O sao đâu. Viết chữ O tròn do coi. Viết chữ O tròn do. Xong. Viết nữa đi, ngồi xuống viết nữa đi. Ba. Ừ. Hãy viết bài, hãy viết chữ O nha. Chữ O tròn do. Chữ quả trứng gà. Tròn tròn tròn. Tròn tròn tròn. Thôi được rồi. Ra xí. Đâu rồi? Ồ, đẹp quá trời. Đẹp quá ha. Mệt ghê. Ôi chà chà, ôi xà xà. Ngồi xuống con, ngồi dưới con biết quên. Đâu? Ồ, đẹp quá trời. À, đẹp quá trời. À, bỏ cái này đi, để cái này đây đi, rồi cầm cái đó thôi. Viết hả? Viết đâu?
gì con? Gì? Sao? Đi hoài mỏi chân quá, giờ rủ ba xuống coi luôn. Trời, anh quá, rủ ba xuống coi luôn chứ không đi nữa. Đẹp quá trời. Con cầm viết gì nè, đây ba chỉ cho. Cầm viết gì nè, cầm gì nè. Khoan khoan, cầm xích lên rồi. Con gì vậy, con gì vậy con? Hả? Con gì? Tầm bậy. Bậy hả? Con viết chữ nhà A đi. Banh đi. Viết chữ A. Viết chữ A đi. A. Viết chữ A đi, bà dạy viết chữ A nha.